Xin kính chào toàn thể quý anh chị đã quay trở lại với những video của em Quỳnh Sài Gòn Ca. Sài Gòn Ca chúng em là đơn vị chuyên kinh doanh các dòng xe đã qua sử dụng và cam kết 100% là xe nguyên bản, không lỗi nhỏ nhá. Sài Gòn Ca chúng em trụ tại địa chỉ là số 613 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Và đây là một cái vị trí địa lý rất là dễ tìm. Từ ngã tư Bình Phước đến nhà em theo hướng Sài Gòn chỉ có 1 km thôi ạ. Và từ bến xe miền Đông cũ về đến Sài Gòn Ca chỉ có 3 km. Rất là thuận lợi cho tất cả các tuyến đường từ các tỉnh như là Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước hay các tỉnh từ phía đông Sài Gòn nhá. Và trước khi đi vào video của ngày hôm nay thì mọi người hãy bỏ ra ít phút đăng ký kênh Showroom Sài Gòn Ca, like và follow để giúp em Quỳnh có nhiều động lực ra nhiều video hay hơn nữa nhá. Và trong video ngày hôm nay, trong buổi hôm nay là thứ năm của tuần đầu tháng 3, thì trong ngày hôm nay thì em Quỳnh đã nhận cọc trước oai chắc một cầu 2016 nhá. Con này màu cam này, đăng ký biển thành phố đây. Và em Quỳnh mới về thêm 3 chiếc xe, đó chính là Mazda 3 1.5 Luxury 2021 này. Và trong kia thì có Actage 2021 chạy được có 2.3 thôi, số sàn nhỉ. Còn trong kia là con i10 số tự động 2021 form mới, đăng ký biển tỉnh màu đỏ nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ đi, em Quỳnh sẽ giới thiệu báo giá sơ qua một số xe hay là giới thiệu xe mới về trước nhỉ. Đây, nhà rất là nhiều xe, bên này có Zondo này, bán tải này, Kia Sedona này. Bên này em Quỳnh có Kia Zondo nhá, ngoài kia là Mazda. Em Quỳnh sẽ báo giá sơ qua một số sản phẩm đang sẵn tại cửa hàng và giới thiệu những sản phẩm mới về nhá. Và đứng cạnh em Quỳnh đó chính là chiếc Kia Zondo GAT. Xe được sản xuất và đăng ký năm 2019 nhá. Con này thì chạy loanh quanh là hơn 5 vạn rồi. Sử dụng lốp sơn là màu vàng cát này. Ở đăng ký biển thành phố Bắc Lào mà ở Sài Gòn, Hà Nội thì tiết kiệm chi phí là 20 triệu khi mà sang tên bên biển nhá. Em đang bày xe ở ngoài mặt đường nên là bởi vì xe rất là đông và cái số lượng xe mà bày trong cửa hàng khá là lớn. Ngoài ra thì em còn có xưởng dọn nên là em sẽ dọn lối đuôi nhau. Trước này thì đang được chào bán với mức giá mong muốn tại Sài Gòn Ca là 535 triệu nhá. Màu vàng cát này, lốp này thì đã thay rồi, sơ cua thì đã hạ rồi. Nói chung là xe chạy loanh quanh hơn 5 vạn rồi, 5 vạn rưỡi rồi nên là lốp nó không còn nguyên bản nữa. Thì các bác đến hỏi lốp zin thì gần như là không có đối với những chiếc xe mà trên 5 vạn, hoặc là rất là hiếm khi. Hoặc là những chiếc xe đến từ dòng SUV cỡ lớn thì lốp nó mới bền được, còn dòng MPV này thì chủ xe kỹ tính thì chủ xe mới quay thôi. Trong này em có trước Ford Ranger Wildtrak 2016 này. Con này thì được nhận cọc đến khách hàng đến từ Đắk Nông ở Đắk Lắk à. Nhưng mà khách hàng chắc là sang tuần mới lấy xe. Xe về chiều hôm qua và sáng nay em Quỳnh đã nhận cọc. Thậm chí là khách hàng chưa xem xe luôn, chỉ có gửi ảnh này, video và hợp đồng đặt cọc xong cho khách là khách đã chuyển khoản cho em Quỳnh rồi. Đây, trước này cũng rất là đẹp, xe rất là mộc mạc và thậm chí là khi mà khách cọc thì em còn chưa có thời gian dọn hôm nay. Cố gắng là hoàn thiện trong tuần này để sang tuần sau là khách sẽ lấy xe. Ngoài này em Quỳnh có Kia Sedona này, Ford EcoSport, Kia Morning. Đây là chiếc Kia Sedona bản phun dầu 2019 nhá. Lốp sơn màu vàng cát biển tỉnh này. Con này thì thực sự là tâm sự với các bác là em này thì làm ở Sài Gòn Ca khá là lâu rồi. Hiện tại thì trước là em đang cắt lỗ. Bác nào mà cho em cắt khoảng 80 triệu thôi là các bác có thể sở hữu chiếc Kia Sedona phun dầu 2019 nha em Quỳnh ạ. Đây là bản phun dầu thì sẽ có phanh tay điện tử này, điều hòa 3 vùng độc lập, rất là nhiều túi khí, có ghế chỉnh điện ở cả ghế phụ, nhớ ghế hai hướng này, hai cửa sổ nóc này. Còn đây được coi là một chiếc chuyên cơ mặt đất tại Bắc Lào mà hợp màu vàng cát thì có thể là sở hữu ngay chiếc này nhá. Chiếc này thì có 3 vùng điều hòa độc lập. Đây là một chiếc xe được mệnh danh là gần như là lữ hoàng trong phân khúc SUV cỡ lớn rồi không ạ. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại, bác nào mà mong muốn sở hữu chiếc Kia Sedona thì em Quỳnh nghĩ đây là một cái thời điểm mà mức giá của Sedona đã chạm đáy rồi. Chắc là không thể xuống được nữa đâu, vì thời điểm mà khi mà em Quỳnh mua chiếc Kia Sedona phun dầu 2019 này, là em Quỳnh mua vào giá nhập vào mà để cửa hàng bày bán là 970 triệu. Cái lúc mà thời điểm em mua là em chào đến tới mức là 1 tỷ, phải hơn 1 tỷ đấy.
Và chưa tính là chi phí phát sinh như là dọn này, hồ sơ giấy tờ và nhân viên cửa hàng nữa. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại ấy, em mong muốn cắt lỗ trước Kia Sedona bản phun dầu 2019 với trị giá là 930 triệu. Bác nào thích thì cứ alo cho em. Tất cả những cái giá mà em báo ấy là cái giá mong muốn. Bác nào mà thiện chí thì cứ alo cho em Quỳnh hoặc là comment lại để em Quỳnh có thể hỗ trợ trực tiếp về mức giá mong muốn và những cái sản phẩm mà mọi người cần tư vấn ạ. Trước này thì hai bên là cửa lùa nhá. Nên là thứ nhất là gọn này, thứ hai là an toàn. Hàng ghế phía sau cũng rộng rãi. 930 triệu Kia Sedona phun dầu 2019. Đọc giá trước này mà còn rơi nước mắt luôn. Bên này thì em Quỳnh đang xếp xe, đang về con Kia Rondo màu trắng 2018 đây. Em có Kia Morning. Ở nhà rất là nhiều xe đến từ thương hiệu Kia này, Hyundai này. Và các bạn ấy đang dọn chiếc Trailblazer ra để sáng ngày mai giao. Đứng cạnh em Quỳnh đó chính là chiếc Kia Morning phiên bản GT Line nhé. Xe được sản xuất và đăng ký năm 2019 này, 2021. Sử dụng động cơ là 1.2, con này là số tự động này. Nước sơn này thì đến thời điểm mà form mới của Kia Morning thì mới có nhá. Và xe đăng ký biển phố rồi. Xe lanh quanh chạy 1 vạn. Vẫn còn rất là mới, thậm chí là lốp là nguyên dàn theo xe. Riêng trước này thì sơ cua hạ rồi nhá. Cái vấn đề sơ cua thì nhiều bác cứ lăn tăn là tại sao sơ cua hạ rồi và chưa hạ. Thì thực ra khi mà mình đi trên đường ấy, có rất nhiều trường hợp khách quan ảnh hưởng đến chất lượng xe và cái tình trạng xe của mình. Nên là trong cái trường hợp mà hạ sơ cua hay không ấy thì nó là tất yếu thôi, nên là các bác đừng thắc mắc cái vấn đề là em Quỳnh nói là sơ cua hạ rồi hay chưa hạ nhé. Trước này thì mức giá là 430 triệu này, Kia Morning phiên bản GT Line 2021. Đây, trước này cũng chưa rửa luôn. Cái trước này là trước Mazda 3 phiên bản 1.5 Luxury 2021. Rất là bụi, xe khách mang đến cửa hàng và em Quỳnh cũng chưa rửa kịp được trước này nhé chúng ta. Trước này thì có thể khám phá nội thất của em nó không ta? Loanh quanh trong tầm giá 600. Con này thì 600 mới sở hữu được kia Mazda 3. Mazda 3 1.5 Luxury 2021 này. Con này chạy bao nhiêu hả Đức? 13.000 tương đương với cả 1 vạn 3 này. Xe hơi bẩn. Em chưa dọn được xe các bạn. Đây, sơ cua thì hạ rồi. Con này thì em sẽ cộng lại chi phí. Xe đăng ký biển tỉnh nhá. Sử dụng nước sơn là màu xanh Carbonside và nội thất là ghế da màu đen. Xem qua nội thất một chút luôn. Ở phiên bản Luxury này thì có một cái điểm yếu là không có cửa sổ nóc này. Trong tầm giá 600 mà không có cửa sổ nóc thì cũng hơi thiệt thòi thật sự. Nhưng mà bù lại thì có phanh tay điện tử này, hai chế độ lái, trước màn này. Cái form mới này thì cái màn và thiết kế ở khoang táp lô gần như là khác biệt hoàn toàn rồi. Ở trước này thì vô lăng đây là vô lăng ba trống, không cái này có phải độ không? Độ à? Hai cái này độ nhá. Thực ra về chia sẻ với các bác về trình độ chuyên môn của em Quỳnh thì khá là kém so với cả các bạn bên phòng kỹ thuật thu mua cũng như là các anh chị đi trước. Nên là sản phẩm bên em thì bên em sẽ chia ra làm nhiều hệ thống. Ví dụ như là trước khi sản phẩm được bày bán tại cửa hàng thì đã có đội thu mua ít nhất là 4 người kiểm tra một chiếc xe, nên là có cam kết bằng văn bản và em cũng rất là tự tin khi mà bán đầu ra cho các bác. Và sắp tới thì em cũng sẽ học định giá cũng như là bấm xem xe dần dần để các bác yên tâm hơn. Con này thì chạy 1.3 vạn nên là trông rất là mới nhá. Tuy nhiên thì ở Mazda có một cái điểm yếu mà em muốn chia sẻ với các bác là cái chất liệu của da của Mazda 3 thì khá là nhanh lão hóa. Nếu mà đối với những chiếc xe trong tầm giá khoảng 600 ấy, em đã trải nghiệm rồi thì 1.3 vạn thì da cũng đẹp lắm. Nhưng mà đối với Mazda 3 thì cái độ nhàu của nó có nhàu hơn đấy. Ở trước em bán có một chiếc là 3,5 vạn nhưng mà đi xuống trông nó xuống cấp cực kỳ luôn, mặc dù là ghế zin đấy. Con này thì em sẽ bấm giá lại và báo các bác nhá. Nhưng loanh quanh tầm giá là 600 triệu thì chúng ta đã sở hữu chiếc Mazda 3 phiên bản 1.5 Luxury 2021 này. Chạy 1.3 vạn, xe đăng ký biển tỉnh. Nước sơn là màu xanh Carbonside. Bên này có cái Kia Morning này. Kia Morning chưa giới thiệu. Đây là chiếc Kia Morning phiên bản Luxury AT 2020 nhá. Chiếc này thì đã chạy được 21.000 km tương đương với cả 2,1 vạn mai này.
Và trước này thì đăng ký biển tỉnh Vũng Tàu sử dụng lớp sơn màu đỏ và nội thất là ghế da hai màu nhé. Cái nội thất ghế da hai màu thì chỉ có trên phiên bản luxury của Morning mới có thôi. Trước này đang được chào bán với mức giá mong muốn tại Sài Gòn Ca là 368 triệu ạ. Trong này em có i10 AJ này. Trước i10 này thì đã nhận cọc rồi ạ. Trước này em đã nhận cọc một anh em bán về Tiền Giang. Số trước này là i10 2021 này. Phiên bản máy 1.2 bản thiếu. Đi được 8.000 km và bán với mức giá là 367 triệu đã bao gồm chi phí lăn bánh về Tiền Giang cho khách nhé. Và ngay bên phải em Quỳnh đây là chiếc i10 mới về này. Bên phải của em Quỳnh đó chính là bên trái màn hình của các bác đấy ạ. Hyundai i10. Con này thì là máy 1.2 số tự động. Xe đăng ký sản xuất năm 2021 này. Số 21 form mới, chạy đó bao nhiêu con này chạy chính xác là 12.600 km tương đương với cả 1,2 vạn này. Nước sơn là màu đỏ. Con này là lốp nguyên dàn theo xe. Sơ cua không biết đã hạ chưa? Các bác đừng quan tâm đến vấn đề sơ cua nhé. Chờ khi mà đến mua xe bên em thì cam kết là đủ sơ cua và phụ kiện đầu ngày cho xe. Con nào hạ rồi thì em nói hạ rồi, mà con nào chưa hạ thì em sẽ nói là chưa hạ. Con này thì chạy 1.2 vạn, lốp là nguyên dàn theo xe. Xe đăng ký biển tỉnh Lâm Đồng. Các bác có thể nhìn qua một chút nhé. Con này thì em sẽ quay, con này mới về nên em sẽ quay chi tiết cho em nó. Đây, lốp láp mâm đây. Mâm không hề có độ xước. Mâm xước thì em có thể là sơn lại mâm hoặc là phay lại mâm cho các bác ạ. Tâm sự nghề một chút nha. Bác nào mà mua xe thời điểm này thì em Quỳnh nghĩ là đây là một cái thời điểm mà xe đã chạm đáy rồi. Em nghĩ là xe nó không thể giảm được nữa đâu, nên là các bác nào mà đang lăn tăn về vấn đề giá cả hay là muốn sở hữu xe ở thời điểm này thì nhanh tay nhá. Và thực sự là nếu như mà thời điểm trước Tết hay là gần cận Tết thì phải con i10 này bán với mức giá là 425 triệu. Nhưng mà thời điểm này thì em Quỳnh sẵn sàng, em Quỳnh bán trước i10 này với mức giá là 415 triệu cho các bác. Loanh quanh trong tầm giá 300-400 thì làm sao mà giảm nó sâu hơn nữa, em chỉ giảm được 10-20 triệu thôi. Đây. Về cái form mới này, các bác nhìn cụm đèn hậu của i10 nhá. Đây, đã khác biệt hoàn toàn so với form cũ rồi. Hai chiếc này đều là phiên bản hatchback. Có cảm biến phía sau này. i10, con này thì cũng có màn. Form mới thì đã có màn giải trí, kết nối vào Bluetooth, Android hay là AirPods này. Một điểm trừ nhá, một điểm trừ cho một chiếc xe có Kia Morning cạnh tranh. Tại sao Kia Morning ở thời điểm này tất cả các form mới của Kia Morning đã sử dụng ghế da mà i10 vẫn sử dụng ghế nỉ phải không ạ? Option của i10 thì theo em là nghèo hơn Morning. Trước này thì chưa được trải thảm sàn này. Số tự động. Đây là màn zin nhá, màn chưa bóc siêu. Không có bệ thì tay. Giấy tờ trong xe này. i10 2021 1.2 AT. Màn này em bác nào đến nick bóc thì bóc, còn không thì em cứ để đây nhá. Còn nói chung là chiếc xe này thì không, điều vẫn sử dụng là điều hòa cơ này. Cũng không có quá nhiều option để tả một chiếc xe, nhưng các bác có thể nhìn qua khoang cáp lô này. Cũng rất là mới, bởi vì chạy có 12.000 thì chất xe nó cũng tương đối đấy, cũng đẹp. Và cái độ nhăn nhúm này, vô lăng cũng mới. Vô lăng hầu như là không có vết gì là gọi là đã qua sử dụng. Bác nào cẩn thận nữa thì bọc chiếc vô lăng vào cho em. Cần số mới, phanh tay cơ nhé. Trong 400 triệu thì cũng không thể đòi hỏi được phanh tay điện tử rồi. Bác nào mà hợp mệnh màu đỏ thì có thể sở hữu chiếc i10 bên em này. Bên này lại là một chiếc AJ mới về. i10 này thì là 415 triệu nhá, i10 đỏ. 415 triệu phiên bản 1.2 AT. Xe sản xuất năm 2021 này, đi được 12.000 km. Còn bên này là chiếc Astrage này, chiếc này thì được coi là một gần như là một cái chiếc xe dịch vụ.
Thậm chí là con này thì số sàn nên là bác nào mà chạy dịch vụ thì hợp lý này. 345 triệu thôi, chỉ hơn 300 triệu. Chúng ta đã sở hữu một chiếc xe đến từ thương hiệu Nhật Bản này. À, con này là cũng là sử dụng máy 1.2 nhá. Đấy, cùng phân khúc với cả các bạn i10 Morning. À, xe này thì em bán cho nhiều bác chạy dịch vụ này. Và thực sự là đời cao này thì các bác mới vào Grab được. Grab thì bây giờ theo em được biết thì nó chỉ hỗ trợ loanh quanh đời xe từ 2017 trở lại đây thôi. Con này thì là Attrage 2021, số sàn màu trắng này, chạy được 23.000 km, xe đăng ký biển thành phố rồi. Bác nào mà sang biển thành phố thì em tiết kiệm chi phí là 20 triệu khi mà sang tên tiền biển, và em sẽ hỗ trợ đổi biển vàng cho các bác nếu mà các bác mong muốn nhé. Các bác có thể khám phá nội thất của chiếc này một chút này. Con này là số sàn. Vẫn là ghế lỉ các bác ơi. 23.000 km thì là lốp nguyên dàn theo xe. Chiếc này với cả chiếc i10 thì sáng nay em mới về tại cửa hàng thì em chỉ có rửa qua thôi. Nói chung là option của một chiếc xe hơn 300 triệu thì cũng không có nhiều, không có gì để nói lắm. Ví dụ như là trải thảm sàn thì không này. Chiếc này thì chưa có cam hành trình, điều hòa cơ, màn DVD. Không phải là màn Android tích hợp Bluetooth hay là AirPods. Ghế thì sử dụng ghế lỉ. Nói chung là cũng rất là nhiều điểm trừ. Nhưng mà đây có thể nói là một cái cần câu cơm của rất nhiều người. Và rất nhiều bác đã đến với Sài Gòn Ka để sở hữu chiếc Attrage và sau đó đổi lên những cái dòng xe phân khúc cao hơn. Đây, chúng ta có thể tiến lên một chút này. Chiếc xe nhà em á, thì ví dụ như xe mới về mà chưa dọn dẹp thì em Quỳnh cũng có thể sẵn sàng quay cho các bác. Vì chất lượng xe bên Sài Gòn Ka kiểm định rất là rõ nhá. Các bác có thể nhìn qua này, xe đến nay 2021 thì đã làm 2021 thì đến nay là chạm đến năm thứ 3 sử dụng rồi. Nên là ví dụ những cái vết xước này, các bác có thể nhìn qua nhé. Cái vết xước này không hẳn là chỉ có trên ô tô mới có đâu. Các bác có thử đi xe Honda hay xe máy, xe nào của mình ấy, cái vết xước này là vô cùng bình thường nhé. Nên là nếu mà em quay ấy, mà xe nó có xước sát ít hay nhiều ấy, thì các bác thông cảm cho em. Đây là những cái xe rất là mộc và chưa hề dọn, đã được trưng bán tại Sài Gòn Ka. Các bác có thể đến đây xem xe, cọc xe và em Quỳnh sẽ dọn hoàn thiện trước khi giao xe cho quý anh chị nhé. Chiếc này thì cái màu trắng thì tâm sự thực sự là màu trắng là cái màu khó sơn nhất trong cái nhà xe mà bọn em từng làm. Đấy. Chiếc này thì khi mà lấy về sáng nay thì chỉ có cái phần trước thôi, thì có thể là tỉa lại cho các bác. Bên này cũng có một chút này nhưng mà không đáng kể. Bởi thực sự xe đến nay là 2 năm sử dụng và chạy được 23.000 km rồi. Nên là cũng không thể tránh khỏi những cái phần xước sát đó. Chiếc này thì đang được chào bán với mức giá mong muốn tại Sài Gòn Ka là 345 triệu nhá. Bên này là chiếc chai Blazer thì vừa rửa lại, rửa máy này, gầm này. Nói chung là bên em đã dọn hoàn thiện rồi, nhưng mà trước khi giao xe thì sẽ phải spa lại một lần nữa để giao xe cho anh chị đến tận tay người tiêu dùng một cái xe hoàn thiện từ A tới Á luôn. Và mai sẽ làm lễ giao xe, sáng mai ký công chứng và hoàn tất thủ tục cho khách hàng. Trong này em Quỳnh lại có XL7 này, Honda City, Kia K3. Đấy. Xong video ngày hôm nay thì em vừa giảm giá i10 này, giảm giá Kia K3 này. Xem một con nào giảm giá được cho các bác không ạ? Honda City. Đây, hai chiếc này mới về hôm qua nhá. Bác nào mà bảo là xe làm lâu thì không phải đâu. Chiếc này hôm qua em có quay này. Suzuki XL7 này trong tầm giá ở dưới 600 mà muốn sở hữu 7 chỗ số tự động dòng MPV 5+2 ấy, thì hiện tại em Quỳnh đang có Suzuki XL7 này, Kia Zondo này, Xpander này, thì Ertiga, nhưng mà trước Ertiga này thì nhận cọc mất rồi. Đây em Quỳnh sẽ giới thiệu và báo giá sơ qua chiếc XL7 2021 này nhé. Trước màn ảnh nhỏ của chúng ta chính là chiếc XL7 2021, xe chạy được 29.000 km tương đương với cả 2,9 vạn này. Xe đăng ký biển tỉnh Bình Dương, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Chiếc này thì sử dụng lốp sơn là màu đen và nội thất là ghế da nhé. Và có ở XL7 thì đã có riêng cái màn Android kết hợp Bluetooth này, AirPods rồi. Và chiếc này thì đã được thiết bị gắn thêm là cam hành trình và bọc trần. Tuy nhiên cái chi tiết bọc trần thì em Quỳnh không thích lắm đâu. Con này thì chưa được trải thảm sàn nhưng thực ra chạy 2.9 vạn thì rất là mới. Đây là cái chi tiết bọc trần cho các bác nào mà các bác không biết này.
lọc trần này thì thứ nhất là nó rất là bí. Tuy nhiên thì con này thì có các giải máy lạnh từ ghế lái đến ghế đằng sau nên là cái độ làm mát nhanh thì cũng khá là ok tương đối trong cái dòng MPV. Ghế da thì nhá, con này thì bọc ghế da trong hãng, chứ nguyên bản của nó là ghế nỉ, đến thời điểm năm 2022 vẫn sử dụng là ghế nỉ. Chiếc XL7 số tự động 2021 này chạy được 2.9 vạn. Xe đăng ký biển tỉnh Bình Dương này, sử dụng lớp sơn màu đen, nội thất là ghế da này, đã được lên một số chi tiết như là cam hành trình này, bọc trần. Còn ngoài ra thì option có là gương chỉnh điện này, vô lăng ba chấu có đàm thoại rảnh tay này, chỉnh volume này, có chiếc màn này, có thể kết nối Android, Bluetooth, AirPods để phục vụ nhu cầu giải trí. Chiếc này thì đang được chào bán với mức giá tại Sài Gòn Ca là 548 triệu, có hỗ trợ trả góp, giao xe tận nhà và tặng giúp hồ sơ gốc nhé. Bác nào mà tất cả các xe bên em thì đều tặng giúp hồ sơ gốc cho quý anh chị rồi. Và những xe nào mà đến lịch bảo dưỡng thì trước khi giao xe em sẽ bảo dưỡng cho quý anh chị. Đây là chiếc Honda City này. Chiếc này thì may có biển số. Nói chung là bên em thì cũng khá là đa dạng các biển từ các tỉnh khác nhau. Nói chung là bắt đầu từ Đà Nẵng trở lại là bên em thu mua khá là nhiều. Thậm chí là có những cái xe ngoài Bắc, vì chủ xe có thể sinh sống trong này nhưng mà khẩu họ ở ngoài kia thì họ vẫn phải bấm biển ở ngoài kia thôi. Chiếc này là Honda City 2016 này, chưa tới 400 triệu mà chúng ta đã sở hữu một chiếc xe số tự động rồi. Chị em đi được này, các anh mà làm dịch vụ đi cũng được, vì cái động cơ của Honda City khá là tiết kiệm. Máy 1.5, tiêu hao nhiên liệu thì không đáng kể, loanh quanh là hơn 6 lít. Chiếc này là Honda City 2016 số tự động này. Xe chạy được 58.000 km, 5.8 vạn. Xe gia đình mà. Đấy, bây giờ bác nào mà bảo xe dịch vụ thì bên em lại có xe dịch vụ luôn, nhưng mà xe dịch vụ bây giờ gắn biển vàng rồi. Các bác cũng không để chê xe dịch vụ đâu, vì rất nhiều em Quỳnh từng mua qua tay rất nhiều xe dịch vụ. Xe dịch vụ chủ động có nhiều đồ lắm, thậm chí là các anh ấy còn mua bản full cơ. Chiếc Honda City 2016 này đang được chào bán với mức giá là 395 triệu nhá. Chạy 5.8 vạn thì con này thay lốp rồi. Lốp không muốn nguyên dàn theo xe đâu. Được cái là có cam hành trình này, có màn là bọc lại cái da. Da thì màu đỏ hơi đồng bóng một tí. Tất cả những cái video mà em Quỳnh tổng hợp như này này thì em Quỳnh chỉ báo giá sơ qua và nói qua một số chi tiết nổi bật của chiếc xe thôi. Nên là bác nào mà muốn có mong muốn quay chi tiết kỹ một cái thì hãy để lại comment và gọi điện cho em Quỳnh để em Quỳnh có thể tư vấn được nhiều hơn, vì cái thời gian mà em quay báo giá này cũng khá là dài rồi. Đây, chiếc này, chiếc Kia K3 này, em thề với các bác là cho đến thời điểm này, đến giữa năm này em chắc là em không dám mua K3 giá cao này đâu. Hồi xưa là mua gấu lắm. Kia K3 thời điểm đấy là, đây là chiếc Kia K3 2022 này chạy được 15.000 km, tương đương với cả 1,5 vạn này. Xe sử dụng nước sơn là màu xanh carbon size này. Đây là phiên bản 1.6 Luxury nhá. Con này là 1.6 Luxury, lại lốp nguyên dàn theo xe. Lái hay phết đấy. Option của Kia thì cũng rất là nhiều này, có cửa sổ nóc này. Nhưng mà được cái là phanh tay cơ. Con này thì có cruise control, đàm thoại rảnh tay này, chỉnh volume này, 3 chế độ lái. Tuy nhiên thì em cũng chả hiểu sao đây là một cái chiếc xe khá là hot. Hồi xưa em phải chào đến mức giá là 630 triệu nhưng mà trong video ngày hôm nay em giảm giá cho các bác, con này còn 615 triệu nhá. Kia K3 phiên bản 1.6 Luxury 2022 lăn bánh 15.000 km, em đang chào bán mức giá là 615 triệu, xe đăng ký biển tỉnh Lâm Đồng ạ. Chúng ta có thể đi đằng sau chiếc này, bởi vì chiếc này có cái giải đèn hậu ở phiên bản mới là rất là ưng nhá, em Quỳnh khá là ưng. Và cái giải đèn hậu này chúng ta chỉ gặp ở trên Kia K3 hay Kia K5 mới có nhá, cái giải đèn hậu của Kia này. Chạy thẳng từ bên trái sang bên phải. Trong này có Zondo, Santa Fe, Elantra, Vios, EcoSport. 3 chiếc Hyundai Elantra, 2 chiếc EcoSport, 1 chiếc Santa Fe dầu tiêu chuẩn, 1 chiếc Xpander này. Trong kia là có chiếc gì vậy? Honda City, i10, Vios. Nói chung là bên em thì ở trong cái tầm giá mà từ 300 triệu đến 1 tỷ thì bên em rất là nhiều. Và đấy là cái giá trị mà em Quỳnh đặt ra cho tất cả các dòng xe nhà em Quỳnh. Nói chung là trong tầm giá, mức cả tầm trung thôi. Nên là các bác hãy đừng ngại và hãy đến Sài Gòn Ca để trải nghiệm tất cả mẫu xe mà em Quỳnh đang có, để đưa ra những cái lựa chọn mà đúng
và phù hợp với cả nhu cầu của mình nhá. Em Quỳnh sẽ kia là chiếc Kia Zondo 2018 này, Kia Zondo 2018 màu trắng chạy 5,5 vạn này phải. Con này đang được chào bán với mức giá là 488 triệu nhá. 2018 có hỗ trợ trả góp ngân hàng. Đây, bên này em Quỳnh có một chiếc đến từ dòng SUV cỡ lớn này. Tuy nhiên thì có một điểm trừ ở Santa Fe mà hôm nay bản thân em Quỳnh cũng nhận ra là cái hàng ghế thứ ba của nó rất là chật so với cả các đối thủ như là Fortuner này, Ford Everest, Isuzu MUG hay là Trailblazer. Đấy. Nhưng mà đây là một cái dòng SUV gia đình này. Thì cái hàng ghế thứ ba cũng ít sử dụng. Bản thân gia đình em Quỳnh cũng khá ít sử dụng cái hàng ghế thứ ba, nên là chúng ta đừng ngại vì hàng ghế thứ ba chật nhá. Vì lái máy móc của Hyundai Santa Fe thì quá là ổn. Và có một điều nữa là chiếc này là dầu tiêu chuẩn này. Bác nào mà sở hữu phiên bản máy dầu ở thời điểm này thì có một cái mức giá rất là êm. Đấy, chiếc này thì là Hyundai Santa Fe 2017 dầu tiêu chuẩn này. Dầu tiêu chuẩn thì không có ghế chỉnh điện này, không có cửa sổ trời toàn cảnh panorama này. Đấy, nên là chiếc này đang được chào bán với mức giá là 750 triệu nhé tại Sài Gòn Cao. Chiếc này là tên công ty xuất hóa đơn, chạy 5 vạn xịn. 5 vạn xịn lốp nguyên dàn theo xe. Máy móc là nguyên bản, không hề, em Quỳnh cam kết cho các bác, thậm chí là em Quỳnh rất tự tin bán cho anh em toàn quốc luôn. Anh em không cần check cái hãng, em Quỳnh, các bác chỉ cần chuyển cọc cho em Quỳnh, sẵn sàng chuyển xe lồng ra ngoài kia cho các bác kiểm tra xe đúng như em Quỳnh tả thì hãy lấy xe, còn không đúng thì em Quỳnh sẵn sàng là nhận xe tại nơi các bác đã chuyển đến và hoàn lại cọc, chịu mọi chi phí cho quý anh chị khi mà vận chuyển xe bên Sài Gòn Cao. Trước này thì xe đăng ký biển tỉnh, biển thành phố rồi, nên là các bác cứ yên tâm nhé, kể cả đầu Hà Nội, Sài Gòn thì cũng tiết kiệm chi phí. Đây, bên cạnh Hyundai Santa Fe là chiếc Toyota Vios à. Chắc là Vios bản E số sàn. Các bác dịch vụ chắc là thích con này lắm này. Đây là một chiếc xe cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ. Tuy nhiên thì ở thời điểm này mua Vios cũng hợp lý này. Vios hãng đang giảm nên là nhà em cũng phải giảm giá. Nếu như mà ở thời điểm năm ngoái mà em bán á, em bán E số sàn 2021 thì em phải bán vào khoảng là bao nhiêu ta? 2021 à, E số sàn 2021 mà chạy loanh quanh hơn 1 vạn là phải bán xít sát là trên 475 triệu đấy. Nhưng mà chiếc này này, đây là con 2021 đây, chạy 1,7 đấy, xe đăng ký biển tỉnh, nước sơn là màu bạc, nội thất là cái da màu đen, mà thời điểm hiện tại em chỉ bán với mức giá là 435 triệu nhá. Con này thì loanh quanh trả trước không? Trả trước là 270 triệu là có thể sở hữu chưa? À đâu, con này sẽ cho vay được 270 triệu, số còn lại là trả góp cho ngân hàng nhá. Và giá lãi suất của ngân hàng hiện tại của bên em là 9%, vay tối đa là 65% trong vòng 5 năm. Đấy, 435 triệu Vios E số sàn 2021 màu bạc biển tỉnh, chạy 1,7 vạn. Đây, hàng này em có 3 chiếc Hyundai Elantra này. Elantra số sàn 2019, 2 chiếc Elantra số sàn 2019 đều đăng ký biển tỉnh, và một chiếc số tự động 2017 nhá. Đây, chiếc này là chiếc Hyundai Elantra 2019 số sàn, sử dụng động cơ là máy 1.6. Xe đi được 55.000 km, tương đương với cả 5,5 vạn. Chiếc này thì sử dụng nước sơn là màu trắng nhá, đăng ký biển tỉnh Tây Linh này. Con biển tỉnh này cũng đẹp nhá, tổng là 8 nút. Bác nào mà hợp 8 nút thì cũng có thể giữ nguyên con biển này. Trước này thì là có một điều nho nhỏ là lốp nguyên dàn theo xe. Nhưng mà các bác biết rằng là lốp nguyên dàn theo xe mà chạy 5,5 vạn thì lốp nó đã trong tình trạng như thế nào rồi phải không ạ? Các bác nào mà đến xem, cứ đến xem xe trực tiếp đi. Em sẽ hỗ trợ các bác là thay sang cái lốp mà các bác yêu thích. Bản thân em ngồi nhìn cũng thấy lốp mòn mà. Con này thì không có cam hành trình, số sàn. Bác nào mà biết lái số sàn này thì cũng có thể sở hữu chiếc này. Trong này em Quỳnh có 2 chiếc Ford EcoSport này, và đây là Elantra nhé. Con màu nâu này, con màu nâu cà phê này là Elantra số tự động 2017, chạy được 58.000 km này. Tên công ty xuất hóa đơn. Con này thì loanh quanh là lốp cũng có, quả thay quả không rồi. Bây giờ các bác mà đòi mà trên 5 vạn mà đòi lốp zin thì em thực sự là xe nhà em rất là hiếm. Không phải xe nào trên 5 vạn cũng giữ được lốp zin, và lốp zin nó có đẹp hay không mới là vấn đề. Còn nếu các bác cứ đòi lốp zin thì lốp nó mòn lắm. Thật sự là đến cái thời điểm đó mà không thay lốp thì là chạy trên đường rất là nguy hiểm.
Trước này thì đang được chào bán nhá. Đây, không có nhá, em nhắc lại thông tin nhá, không lại các bác lại lẫn này. Chiếc Elantra số tự động 2017, màu nâu cà phê, xe đăng ký biển tỉnh thành à, biển thành phố này. Con này thì vẫn chưa có cam hành trình, cũng chưa độ mà, được cái là số tự động, có cửa sổ nóc. Máy là 1.6 đang được chào bán với mức giá là 475 triệu tại Sài Gòn Ca nhá. Trong kia ông Quỳnh có Ford EcoSport. Nhà em hơi chặt xe rồi, bác nào đến rước cho em một hai con về cho nó thoáng đi. Đây bên này em có Ford EcoSport phiên bản Titanium 2021 này. Xe đăng ký biển tỉnh Lâm Đồng, chạy được có 20.000 km thôi à. Lốp là nguyên dàn theo xe, đi còn chưa hết cả gai. Sơn zin là trên 98% nhá. Chắc là em phải làm lại một số chỗ rồi. 2021. Con này thì đang được chào bán với mức giá là 575 triệu này. Bác nào mà không đủ tài chính sở hữu chiếc Ford EcoSport 2021 này thì có thể chuyển sang chiếc Ford EcoSport 2016. Đây cũng là một chiếc Ford EcoSport phiên bản Titanium ạ. Nhưng chiếc này là cái form cũ và chiếc này là form mới. Form mới thì không có cái lốp sơ cua đằng sau. Đấy. Chiếc này thì đăng ký biển thành phố này 51H40848, cũng rất là ưng, biển đẹp, khẳng định luôn là biển đẹp. Chiếc này chạy được loanh quanh là hơn 5 vạn và đang được chào bán với mức giá là 438 triệu nhé. 438 triệu chiếc Ford EcoSport này. Màu cam. Tiếp tục trong này em Quỳnh lại có Elantra. À, i10 chưa giới thiệu này. Elantra này, Hyundai i10, Honda City, Xpander. Chưa có Tiga kia thì em nhận cọc rồi. Lại hơi ngược đường với ta. Đây, tôi giới thiệu chiếc Elantra đầu tiên cho các bác này. Con này thì thực ra là nó có cam hành trình đấy các bác ạ, nhưng mà chủ xe rút ra mất rồi. Có mua cái đầu dây kia kìa. Đây. À, bác nào mà không hợp mệnh màu con Elantra màu trắng số sàn thì có thể chuyển sang chiếc Elantra màu đen. Số sàn nhà em Quỳnh nhá, con này thì chạy ít hơn con màu trắng. À, tuy nhiên thì bọn em mua xe dựa trên tiêu chí là năm sản xuất này, màu, số km đã đi và tình trạng xe ở thời điểm hiện tại. Trước này em bán bằng giá với chiếc màu trắng, nhưng mà chạy ít hơn chiếc màu trắng nhá, là 25.000 km tương đương với cả 2,5 vạn đăng ký biển tỉnh Đồng Nai. Lốp nguyên dàn theo xe, bác nào mà thích lốp nguyên dàn theo xe mà vẫn còn sử dụng được, tình trạng lốp là trên 80% thì sở hữu ngay trước Hyundai Elantra số sàn 2019 cho em Quỳnh. Trước này thì em cũng chào bán với mức giá là 465 triệu bằng chất trắng ạ. Đây trong này có Honda City này. Con này trong clip ngày hôm nay em Quỳnh cũng hạ giá cho các bác. Honda City Top này ở thời điểm tháng trước thôi, không nói đâu xa là tháng trước là em đang bán chiếc này với mức giá là 496 triệu. Honda City Top 2019 chạy 19.000 km. Đầy bảo dưỡng bảo hành đầy đủ trong hãng và cam kết là sơn zin 100%. Nhưng mà tháng này thì em khuyến mại cho các bác thôi, giảm giá. Giảm giá theo thị trường là 480 triệu nhá. Các bác đừng bảo bán xe là nhàn, bán xe là lãi to, bán xe lỗ to lắm. Đây, 480 triệu Honda City Top 2019, sử dụng lớp sơn màu đặc bạc này, đăng ký biển tỉnh này. Đây, Xpander này, con này cũng làm hơi lâu. Con này thì là màu đen này, bác làm mà Xpander màu đen thì em thực sự là Xpander màu đen thì em hay bán ở vùng Đắk Lông này, Đắk Lắk này, Lâm Đồng này. Đấy, nên là chiếc này mà làm ở thành phố thì cũng là hơi, đúng là hơi kén khách thật. Chiếc này là Xpander màu đen số tự động 2019 này, xe chạy được 47-48.000 km gì đó, lốp thì lốp lắp thì đã có quả thay quả không, nói chung là lốp trong tình trạng là trên 70% nhá. Em Quỳnh không đánh giá cao chiếc lốp xe của chiếc này. Chiếc này là đang được chào bán với mức giá là 540 triệu. Ngoài chiếc đen này thì em đang còn một chiếc Xpander số tự động 2019 màu trắng chạy 17.000 km, xe đăng ký biển tỉnh Tây Ninh này. Trước đó thì đang đi spa và có thể trưng bày trong tối ngày hôm nay hoặc sáng mai. 549 triệu Xpander số tự động 2019 màu đen biển thành phố, à biển tỉnh ạ, chạy 4,8 vạn. Và chiếc xe cuối cùng trong video ngày hôm nay đó chính là chiếc Hyundai Grand i10. Đây là chiếc Hyundai Grand i10 phiên bản hatchback nhé, số sàn, máy 1.2 bản đủ, ghế da pha lỉ, chưa được trải thảm sàn, chưa có cam hành trình, vẫn là màn DVD với động cơ là 1.2, gương gập chỉnh điện, rồi hơn 300 triệu thôi, loanh quanh là
328 triệu chúng ta đã sở hữu trước ở Hyundai Grand i10 máy 1.2 số sàn. Đăng ký biển tỉnh Đồng Nai nhá. Con biển này cũng rất là đẹp này, 60A 60A 67070 này. Xe lốp sơn là màu trắng. À, con này chạy có 2 vạn thôi. Lốp lắp là nguyên dàn theo xe này, xe rất là đẹp. Đấy, số sàn này bác nào mà lấy con này về chạy dịch vụ em cam kết với các bác là trong vòng 2 năm thôi là các bác sẵn sàng là đổi lên Vios này, Accent, Elantra hay là dòng 7 chỗ mà các bác yêu thích. Là con này là cái dòng này, bây giờ mà mua cái dòng xe lướt đã qua sử dụng ấy thì thứ nhất là cái cấu hao giá trị xe gần như là không có, và thứ hai là các bác về các bác có một cái số chi tiết các bác không phải làm lại, ví dụ như là phim cách nhiệt này. Đấy, phim cách nhiệt con này thì được cái là chưa được lắp thêm cam hành trình và độ màn thôi, các bác về độ thêm theo cái nhu cầu sử dụng của các bác là ok. 328 triệu, Hyundai Grand i10 máy 1.2 số sàn 2019, xe chạy loanh quanh được 20.000 km thôi. Đăng ký biển tỉnh Đồng Nai nhé. Con này thì giá trị ngân hàng nó không còn hỗ trợ nữa, nên là bác nào có thể lấy tiền mặt con này về thì em sẽ để giá cực kỳ tốt cho các bác. Và vừa rồi thì em Quỳnh cũng đã giới thiệu sơ qua và báo giá toàn bộ tất cả các sản phẩm bên Sài Gòn Car. Hôm nay thì rất là cảm ơn vợ chồng cô chú đến từ Đắk Lắk đã đặt cọc cho em Quỳnh trước Ford Ranger Wildtrak 2016 một cầu màu cam biển thành phố. Trong hôm nay là thứ năm rồi, đến thứ hai tuần sau là cô chú sẽ xuống ký công chứng và lấy xe đi về. Và em về thêm là chiếc Mazda 3 1.5 phiên bản Luxury 2021 loanh quanh là giá 600 triệu. Và chiếc Attrage 345 triệu số sàn 2021 chạy 23.000 km, xe sử dụng nước sơn màu trắng và đăng ký biển thành phố nhé. Và em Quỳnh về thêm chiếc Hyundai Grand i10 số tự động máy 1.2, xe biển tỉnh màu đỏ này chạy loanh quanh là 12.000 km với mức giá là 415 triệu. Và mọi người hãy bỏ ra ít phút đăng ký kênh Showroom Sài Gòn Car, like và follow em Quỳnh để em Quỳnh ra nhiều video hay hơn nữa và cập nhật tất cả các sản phẩm bên Sài Gòn Car mới về nhé. Và video ngày hôm nay thì kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.